Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chương trình trước thì chúng tôi có mở đầu bằng cái chuyện mà cái cô nữ hoàng nội y. Thì nhiều người bảo rằng là cái chuyện đó là cái chuyện tào lao. Thì đúng, đúng là cái chuyện mà nghe. Chỉ có bốn cái chữ nữ hoàng nội y là thấy nó tào lao rồi. Thấy nó Việt Nam có những cái chữ nó kinh khủng quá. Đó. Thì hôm nay không biết Nguyên Khôi có bài báo này thì Hoàng Tuấn không biết, nhưng mà đối với Hoàng Tuấn thì vấn đề nó trọng đại hơn. Vấn đề nói về Tổng Bí Thư. Và anh cứ việc nói chuyện trước đi, rồi tại vì cái chuyện của Tổng Bí Thư là cái chuyện nó lớn lao lắm. Tôi phải chuẩn bị. Tôi phải vận động trí não. Chuyện tôi nó cũng lớn lắm, nó ngoài lớn về chức vụ mà nó lớn về số tiền, trở lại với cái câu chuyện mà liên quan tới 350.000 tỷ đồng cho Bộ Văn hóa này nhớ không? Thì chắc là cái con số này nó quá khủng, quá lớn. Thì khi mà báo chí loan cái tin này thì mọi người đều ngạc nhiên sừng sốt, phải nói là trước hết là tiền đâu ra mà làm chuyện này, và vẫn không có cụ thể, và nó không cụ thể, và có kế hoạch gì không, làm như thế nào. Thì bây giờ ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lên tiếng, báo VN Express. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói 350.000 tỷ đồng không phải là lấy cho Bộ Văn hóa. Bộ trưởng Văn Hùng có nói đề xuất 350.000 tỷ đồng chấn hương văn hóa là đúng, cho là dùng cho các địa phương trong 11 năm, không phải lấy cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Thì đương nhiên phải nói cái đó rồi, tại vì người ta sẽ hỏi là 350.000 tỷ cái tiền ở đâu mà đưa cho một bộ mà cái số tiền kinh hoàng như vậy. Thì đương nhiên là phải chỉ khác nơi rồi. Ông nói như thế này, chỉ trước hết người ta nghe cái câu nói này của ông, người ta nghĩ là ồ, như vậy ông có ý nghĩa là cái tiền này mình chia đều cho anh em. Anh biết rồi, ok. Mình có các kế hoạch, mình không có kế hoạch không thì không có ngân sách, không có ngân sách thì không có tiền, mà không có tiền thì túi mình nó rỗng, cho nên phải tìm cách để mà tạo ra, để mà vẽ ra kế hoạch để mà kiếm tiền thôi. Thưa quý vị, ai cũng biết chuyện đó cả. Thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 24 tháng 10, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết tổng số vốn đề xuất cho chương trình chấn văn hóa sẽ dùng cho giai đoạn 2025-2035. Số tiền này được tổng hợp từ nhu cầu chính đáng của các địa phương, đã được cân nhắc tính toán và sẽ lượng hóa cụ thể theo ngân sách từng giai đoạn. Chúng tôi nghĩ tin chắc chắn là trong 350.000 tỷ này sẽ có 349.000 tỷ dùng cho việc mà xây tượng đài. Để mà chấn hưng văn hóa để mà làm cổng cho thật là lớn, cho rành rang, rồi nghĩa là xây cất những cái công trình này, những cái công trình khác, sẽ cái số tiền tiêu tốn này nó sẽ, cái số tiền này nó xì vào những cái công việc đó. Tại vì thực sự mà nói đó, cái văn hóa là cái chuyện nó không phải đơn giản, không phải dùng tiền bạc để mà làm được. Dĩ nhiên cái chuyện gì trên đời này cũng phải có tiền, cũng phải ngân sách. Nhưng mà không có một cái nước nào mà có dùng ngân sách quá lớn như để mà chấn hưng văn hóa quá, chấn hưng văn hóa để làm lại văn hóa. Trừ khi có một điều thôi, là văn hóa nó xuống cấp đến mức tồi tệ, không có cách nào chữa, không có cách nào mà sửa lại, sửa đổi lại được, chấn hưng lại được, thì người ta phải dùng những ngân sách như thế này. Chấn hưng văn hóa đó thì nó phải liên quan đến giáo dục. Có những cái chuyện cần thiết, bởi vì khi trẻ con nó đi học á, là như ngày xưa mình học là có công dân đức dục. Bây giờ trong trường học á, mình không, bây giờ số càng 350.000 tỷ đó mình đầu tư cho giáo dục. Đầu tư cho giáo dục thì nó sẽ ảnh hưởng đến văn hóa. Anh vừa thôi. Bởi vì bây giờ một đứa bé mà nó phải mua 20 quyển sách lớp 1. Rồi quý vị thấy trường học thì nó nghĩa là đi học mà phải xếp hàng, rồi dành chỗ để cho con học được trường tốt, rồi tất cả các thứ, nghĩa là giáo dục nó là một cái mớ bồng bông, không làm được cái tích sự gì cả. Mà khi có những người lên tiếng đó, trong quá khứ anh nhớ là có một người là thứ trưởng Bộ Giáo dục lên tiếng, sau đó té lầu, chết. Thì quý vị, thì chấn hưng văn hóa cái gì, thì đó là những cái chuyện rất là nhỏ. Về vấn đề xây dựng đất nước ai cũng thấy rồi, anh phải xây dựng hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống, thì lúc đó từ đó nó mới phát triển kinh tế. Con người cũng vậy, phải đào tạo những con người có tài có đức. Thì bây giờ mình tài không có, đức không có, gian xảo. Từ bây giờ chúng ta không trách mấy người buôn gánh bán bưng, hoặc là những người buôn bán mà người ta hay lôi kéo khách rồi người ta chặt chém, là bởi vì bây giờ đó
ở trên nó ăn quá đi, ở trên nó cũng chặt chém đấy, ở trên nó chặt cũng, mà nó chặt cũng dữ nữa, ta mới giao lớn. Thì bởi vậy cho nên là mình dùng nhiều khi mà không phải là giao nữa mà dùng máy luôn. Những cái đó mình không làm được thì chấn hương văn hóa cái gì. Anh còn nhớ không, có một thời người ta làm rất là rầm rộ cái câu biểu, cái câu khẩu hiệu là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có con người mới xã hội chủ nghĩa. Bây giờ như cái câu đó không thành nữa, tại vì người ta cứ hoang hoang là người ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng mà kiếm đâu ra con người mới xã hội chủ nghĩa? Người ta kiếm ra cán bộ cứ đi tù ở mầm, cán bộ cứ đi bất cứ chỗ nào thì tiền, có phải có tiền thì nó mới lọt, nó mới thông qua được, từ cấp trên đến cấp nhỏ, từ trung ương cho đến địa phương, từ bộ cho đến các tỉnh vân vân. Thì không có tiền không giải quyết được vấn đề, chỗ nào vậy thôi. Thì bữa lại hỏi anh Chấn Hưng văn hóa, bây giờ anh cứ nhìn đi, lãnh đạo quốc gia mà ăn nói không ra hồn, chữ nghĩa không có, thì những cái đó làm sao mà, ví dụ bây giờ sinh viên học sinh nó đi học có bằng cấp ra để đi làm mà nó biết chắc rằng là mình không có thân có thế, mình không có phải con ông cháu cha, thì cuối cùng là mình cũng chả được cái gì. Trong khi đó quý vị, bây giờ có nhiều người người cộng sản mà cuồng đó thì cứ bảo rằng là những người cộng sản là những người có chính nghĩa, những người chân chính, chứ đường nguyện như thế này thế khác. Bây giờ rất nhiều người ta đã đưa lên những cái video clip, những bài nói chuyện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, những bài nói chuyện của những người mà ngày xưa trước năm 75 mà trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Ta nói chuyện tiếng Anh, tiếng Pháp, lưu loát, không cần cầm giấy. Còn bây giờ thưa quý vị, ông Thủ tướng, ông Chủ tịch nước mà nói không ra hồn. Quý vị thấy giờ đi ra nước ngoài đi, hay là ví dụ như khách nước ngoài tới Việt Nam đi, có ông nào mà nói chuyện cho nó ra hồn không? Cứ ngơ ngơ ngáo, xin lỗi anh chứ tiếng Việt nói còn ngơ ngơ ngáo ngáo, nói tiếng tiếng nước ngoài, tiếng ngoại quốc. Có một cách ví von là ngày xưa chúng tôi có một người mà nói là ô thì nhìn các bố in cái mặt lơ lơ láo láo như cái thằng ăn trộm trâu. Nhưng thế làm sao mà chấn hương văn hóa được? Đó, thôi bây giờ nói về vấn đề chính trị nè. Mấy ông đi du học cứ đi du học mà khó học thiệt thì cho là học thiệt đi. Đi học Trung Quốc với lại Liên Xô cái thời đó thì nói gì nhưng mà tôi đã nói bao nhiêu lần anh thấy không, bây giờ chức vụ thủ tướng đó và phó thủ tướng thì giỏi, rất nhiều phó thủ tướng giỏi đi học nước ngoài về nói tiếng Anh lưu loát, trong cái thủ tướng á có ông nào giỏi không? Thì bây giờ quý vị thấy cái vấn đề cái cơ cấu chính trị đó, tại sao cái tay mà nó có chức có quyền nó lại không giỏi, dưới này nó giỏi? Tại vì rõ ràng rồi, cái chính sách của đảng và nhà nước rất là rõ. Hồng hơn chuyên, anh không có chuyên có chút được, có tập xài có đủ xài tạm cũng được, mà nếu không có cũng không sao cả, nhưng mà cái quan trọng là phải hồng, cái đó mới là cái quan trọng. Mấy bố sợ là nếu để một tay thủ tướng trẻ tuổi mà có học từ nước ngoài về giỏi giang thì nó không khéo nó lại thành một cái Gorbachev của Việt Nam. Cái tự đây. Hào của ông Nguyễn Phú Trọng là gì? Tự hào của ông chỉ là đốt lò thôi. Nói một cái khác thôi quý vị, là ông triệt tiêu những cái đối thủ trong đảng của ông thôi. Tại vì chúng nó được ăn. Ông chỉ có một cái điều, ông tự hào. Ông còn nhiều cái tự hào để chúc tôi nói anh nghe. Rồi, anh, mời anh. Tổng Bí Thư nè, tôi nói có, ông nói có sách mách có chứng. Anh có ngoại giao chứ. Cây tre mềm dẻo mà vững chắc. Đấy. Khi mà đồng chí Tổng Bí Thư đi tiếp xúc với cử tri, ha, thì nó là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vị thế Việt Nam có được hiện nay là nhờ đường lối ngoại giao cây tre uyển chuyển mà kiên cường. Đấy. Và người ta mới nói về cái chuyện mà sự kiện ông Joe Biden qua Việt Nam ha. Và ông Tổng Bí Thư trả lời cử tri Phùng Huy Đan ở Đông Đa về việc ông Joe Biden qua thăm Việt Nam. Thì ông Phú Trọng nói như thế này là cái nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí Thư cho rằng thông qua những hoạt động ngoại giao như trên, vị thế của Việt Nam càng ngày được đề cao trên trường quốc tế. Mỹ khẳng định ủng hộ Việt Nam là quốc gia mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cho thấy vai trò uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Cho thấy mà không có một cái điển hình nào cả. Đây là cái đường lối ngoại giao cây tre chúng tôi không biết. Thấy tôi đang chờ cái cây tre quậy nè. Nhưng mà cái cách nói chuyện của Tổng Bí Thư đó là nó theo đường lối nhai lại. Chứ cây tre tôi không biết đấy. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí Thư nói một lần nữa khẳng định đường lối ngoại giao cây tre mềm dẻo nhưng rất vững chắc, uyển chuyển nhưng kiên cường,
Đây là lối đối ngoại của ông cha, đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đường lối ngoại giao cây tre, cho nên cải cách ruộng đất mới giết biết bao nhiêu người, giết luôn cả người mà có ơn với Đảng Cộng sản. Và sau đó thì đường lối ngoại giao uyển chuyển là Bác Hồ khóc, Bác Hồ xúc động, Bác Hồ khóc. Còn bao nhiêu người bị giết thì một cái cụ thể đó, cái thời mà thời Cộng sản trước đây có Liên Xô đó, thì cũng đường lớn ngoại giao cây tre, lúc thì theo Liên Xô, lúc thì theo Trung Quốc, khi mà hai đánh nhau, cuối cùng hai thằng nó qua nó quấn nhau, mình chết luôn, cây tre của mình nó bị mọt luôn. Mà thưa quý vị, nói một cách cụ thể là đường lối ngoại giao cây tre là gì? Là ba phải, là khôn lõi, là người không có lập trường, nó rõ ràng như vậy. Bây giờ đó, do chiều nào theo chiều đó, nó theo đó thôi. Mà nếu mà mình làm theo kiểu đó, ba phải có nghĩa là mình đi với anh A, anh A đang đánh nhau với anh B, hai bên nó đối chọi nhau, mình sang anh B, anh A cũng anh A ơi, anh là quốc gia mà rất là thân, chúng ta có một cái mối lệ giao hảo tuyệt vời, hai bên ủng hộ lẫn nhau nhiệt tình từ năm này qua năm khác, chúng ta đã có một cái truyền thống lâu đời, anh em kết nghĩa vân vân vân, mà đang đánh nhau với thằng B, nó một cái thằng B. Cái quan hệ giữa hai nước chúng ta vấn đề phát triển kinh tế nó cũng là lên mức cao nhất từ xưa nay, chưa bao giờ trong lịch sử hai nước mà chúng ta có quan hệ tốt đẹp như vậy. Thì A nó, khi mà anh nói với A như vậy thì thằng B nó không nói gì, tại vì nó không đang cần anh lúc này, nó cần anh thôi, ok, nó sẽ im, nhưng mà nó sẽ coi thường anh, và khi gặp anh nói nó nịnh nọt nó thì nó sẽ bảo mày xin lỗi anh. Chứ nó quý vị, nó nghĩ trong đầu nó, mày chỉ nói xạo vậy, cho tao biết, tao đi tổng, tao biết tao có bụng mày, mày nghĩ gì, mày muốn gì, và mày cần cái gì. Lúc này mày đang cần tao thì mày nói ngọt ngào vậy chứ, khi mà mình có cái chuyện gì xảy ra, mình sẵn sàng mày đá tao sang bên, mày đi theo đối thủ của tao thì đi. Bây giờ nó sắp nó tin, nó sắp nói chỉ cho nó rườm rà cái thế. Hồi xưa có một điều là chữ Mỹ, hai điều là chữ Mỹ, là tư bản là đang dễ chết. Chúng mà chữ Mỹ mà chửi tất cả những gì liên quan tới Mỹ, bạn bè như là những quốc gia mà chơi với Mỹ là mình chửi hết. Chế độ tư bản là nó đang xấu xa, nên là dễ chết. Yeah. Thế bây giờ thế thì nó dễ mà nó chả chết. Còn mình thì là cái như cái thằng ăn mày. Và thưa quý vị, cho tới bây giờ năm 2023 mà chúng ta nghe lại những cái điều nó y như cái thời mà năm 75 hoặc là trước năm 75 ở ngoài Bắc. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò chức năng của các chủ thể trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Tôi còn lại bố, tới giờ này mà bố còn nhân dân làm chủ. Các chủ thể trong hệ thống chính trị phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, anh nào cũng nghĩ quyền mình to. Thưa quý vị, làm Tổng Bí thư như ông này, tôi có thể làm từ năm này qua năm khác. Nó dễ quá. Cái chuyện này nó dễ quá. Anh nói như vậy, nếu mà nó quá dễ. Nếu mà tình cờ ông Nguyễn Phú Trọng ông xem chương trình này, ông nghe anh nói như vậy, em bảo Hoàng Tuấn còn nói như vậy được thì ông sẽ ngồi thêm 10 năm nữa. Ông sẽ ngồi dễ quá. Bây giờ thưa quý vị, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhân dân làm chủ, trời cái này nó nghe đi, nó nghe đến nỗi dân bây giờ người ta nghe người mà ta chẳng biết nó có chán. Nhân dân làm chủ làm sao? Chủ cái gì? Không chả hiểu nữa. Mà bây giờ cái lố bịch, thưa quý vị, chúng ta phải có niềm tự hào về dân tộc, chúng ta cũng phải có niềm tự hào về những cái điều chúng ta làm được, nhưng ít nhất chúng ta phải có liêm sĩ, chúng ta phải có lòng tự trọng. Chứ bây giờ văn hóa là đây đó, văn hóa là đây. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tìm được vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thưa quý vị, dân của mình thì đi qua bên Campuchia, xin lỗi quý vị, đi làm gái rồi đi xuất khẩu lao động, phải chui trong thùng xe trốn chết trong thùng rồi xe, rồi đi khắp nơi để mà trồng cần xa đến một cái visa cũng cái passport, cái hộ chiếu cũng phải in dấu lén cái nơi sinh đi đó. Mắc cỡ quá. Cán bộ đảng viên thì tham nhũng hối lộ tuyên truyền phải xây dựng đất nước, mà con cán bộ đảng viên thì đưa ra nước ngoài. Mày phải bảo là cơ đồ, tiềm lực, vị thế. Thưa quý vị, đó là lý do mình cần 350.000 tỷ để mà vực dậy cái văn hóa. Tại vì bây giờ xe nó hư sơ sơ thì anh sửa, anh tốn 100, nhưng mà nó hư nặng quá rồi thì mình thì phải tốn nhiều tiền hơn. Mà nếu mà nặng quá đến cái mức mà cần tới 350.000 tỷ để vực dậy văn hóa thì chắc là mình cũng phải bỏ cái bộ văn hóa của cái Đảng Cộng sản văn hóa này nó đi, tại vì nó không văn hóa. Nó làm hư hỏng hết cả một cái đất nước. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1. Khi trở lại phần 2 thì chúng tôi xem thử là Tổng Bí thư có nói gì thêm, chúng tôi sẽ truyền đạt được đến quý vị. Tôi cho ông nói nhiều đó đủ rồi, phần 2 người khác. Tôi xin trở lại với quý vị.
Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, bây giờ để trở lại cái tiền đồ và cơ ngơi của đất nước này, ở thành phố Vũng Tàu có một cái khu chung cư dành cho tái định cư. Tức là quý vị, khi mà nhà nước giải tỏa những khu đất rồi mới cho người dân tái định cư ha, để mà tất cả những phục vụ cho công trình của đất nước. Thì chung cư 600 tỷ đồng dành cho tái định cư bị bỏ không gần 2 năm. Đấy, cái tiền đồ, cái cơ ngơi đất nước chúng ta như thế đấy. Đó là chung cư tái định cư Tháng Tam ở phường ở đường Hồ Quý Ly, thành phố Vũng Tàu. Gần 2 năm qua chung cư này không có người ở, khiến nhiều vật dụng hạng mục nhỏ hư hỏng. Tại sao xây nhà xây chung cư mà không ai ở làm sao? Và chung cư này đó là do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu tư nha. Rồi, trị giá gần 600 tỷ trong đó, phần xây dựng hơn 400 tỷ. Và cuối tháng 12/21 công trình này hoàn thành. Rồi. Đến tháng 3/22 thì Bộ Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận cho phép bàn giao đưa vào sử dụng. Rồi. Thế nhưng từ đó đến nay chung cư trên vẫn chưa đưa vào sử dụng, dù nhiều lần nhà thầu xây dựng đề nghị chủ đầu tư nhận bàn giao. Nhưng đến giữa tháng 10/23, chung cư tái định cư Tháng Tam vẫn bỏ không. Lý do? Hiện đường không biết, để tôi coi phần sau có nói sao. Hiện đường chung cư được rào chắn, có bảo vệ trông coi. Do gần 2 năm qua không có người ở, không được sử dụng thường xuyên, không vận hành, quản lý, cho nên một số chi tiết nhỏ đã hư hỏng, hoen rỉ. Nhiều tay nắm cửa bị ố, gần như tất cả lan can, ban công đều bị không được chăm sóc mà bỏ hoang mà. Đèn chiếu sáng khẩn cấp hư. Đó. Và theo tìm hiểu thì chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu. Đó. Cho tới bây giờ, thưa quý vị, 600 tỷ. Và hiện nay thành phố Vũng Tàu đang thiếu hơn 6.000 suất tái định cư. Trong khi chung cư trên có hơn 500 căn hộ, nhưng bỏ không gần 2 năm qua. Chia chắc không đều rồi, cái này chia chắc không đều rồi. Hoặc là vị, bây giờ thưa quý vị, cái chuyện nó rõ ràng như thế. Anh xây một cái khu chung cư để mà tái định cư cho dân. Mà bây giờ thì nó không dân sao. Cần. Dân cần. Mà để chung cư thì bỏ hoang. Nó hư. Mà xây xong rồi, đã nghiệm thu rồi. Tất cả quản lý đất nước giỏi quá, tài quá. Đấy, cái cơ ngơi và cái tiền đồ của đất nước nó đẹp như thế đấy. Đấy. VN Express có bài khởi tố vụ án 300 người tập trung phản đối xây cảng container Long Sơn, tin từ Thanh Hóa. Công an cho rằng có dấu hiệu hình sự trong ngoặc kép. Ôi khi khoảng 300 người dân tập trung mang băng rôn phản đối doanh nghiệp xây cảng container Long Sơn, thì người ta xây dựng cái cảng này và có nhiều lý do là dân họ phản đối, là tại vì
cái đền bù không công bằng và thiệt hại cho người dân rất là nhiều. Và cũng có nhiều người lo ngại vấn đề môi trường, vân vân và vân, và có nhiều người lo ngại vấn đề mà kế sinh nhai của người ta, tại trước là cái cảng làm cá mà bây giờ đổi qua thì người ta phản đối. Các chuyện người ta phản đối thì dĩ nhiên là người ta bị thiệt thòi quyền đấy, người ta phản đối mà cái đó là trong hiến pháp có quy định cho phép như vậy mà, ta đâu có gì làm trái đâu. Và tự nhiên có dấu hiệu hình sự, chưa chi cái mũ đã chụp mà anh đọc hết này. Theo nhà chức trách sáng, nhà chức trách nha, sáng cùng ngày tại xã Hải Hà, nơi chuẩn bị thi công bến số 3 cảng container Long Sơn, thì khoảng 300 người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã tụ tập mang theo băng rôn biểu ngữ hóa hết phản đối đoàn người đi bộ ra tỉnh lộ 513 từ xã Hải Hà qua xã Hải Thượng, Hải Yến. Rồi toàn đàn bà với con nít không mà bảo là có dấu hiệu hình sự, làm sao cái khốn nạn là chỗ đó ra như thế. Mà anh thấy chúng tôi vừa nói chuyện với quý vị là ông Tổng Bí Thư vẫn còn nói là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Nhân dân bây giờ người ta phát huy quyền làm chủ nè, bây giờ nó có hình sự trong đó. Mà cái chủ mũ là tìm cách để mà triệt tiêu những người mà dám. Đó, mà người ta là phụ nữ với trẻ. Mà người ta nó có đòi cái gì cao xa đâu, người ta chỉ đòi những cái rất là bình thường thôi. Nếu đời sống của người ta, đời sống của người ta, tương lai của người ta, cả một gia đình của người ta, tất cả đều ở đó, cả sự nghiệp của người ta ở đó, bây giờ ta mất thì người ta phải đòi chứ. Mà công bằng mình giải quyết cho người ta. Nhân tại nghiệp. Sao mà mình có 600 tỷ mình xây cái chung cư bỏ hoang, tại sao những cái số tiền như vậy không bỏ mà trả tiền cho những người bồi thường cho người ta một cái xứng đáng. Nhân dân làm chủ mà. Đập. Rồi bây giờ đây, có cái bài này cũng ghê gớm lắm. Ngày 19 tháng 10 thì Trường Đại học Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội và Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm giáo dục về phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Ui giời, tức là nào giờ văn hóa nó khá có liêm chính, cho nên bây giờ nó phải cần xây dựng. Và phòng chống tham nhũng, cán bộ phải coi liêm chính như là cơm ăn và nước uống. Ui giời ơi, thưa quý vị, cán bộ bây giờ nó không ăn cơm, nó không uống nước. Nó ăn yến xào nè, nó ăn đặc sản nè, nó không đâu, anh bậy thằng bạn, anh bơ rất vàng. Ăn rồi ăn thịt bò, bò giác vàng. Nó không uống nước mà nó uống bia nè, nó uống rượu mạnh nè, nó phải rượu ngoài, nó uống sâm nè. Đấy, cho nên bảo là cái cơm ăn nước uống. Bây giờ mà tọa đàm giáo dục về phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới, thưa quý vị, chúng tôi cũng thắc mắc cái chỗ này. Đây là văn hóa cây tre. Đảng ta đó là sáng suốt, là lãnh đạo tài tình. Đất nước ta chưa bao giờ có được một cái cơ đồ, cái tiền đồ như thế này. Thế thì sao bây giờ chúng ta phải phòng chống giáo dục với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính là sao? Tức là, nhưng mà là bao nhiêu năm nay cái tư tưởng không, của đảng có, ta mình không có văn hóa, không có liêm chính, bây giờ ngày hôm nay mới được cái sự lãnh đạo của đảng với tư tưởng Hồ Chí Minh như là một cái ánh sáng mà soi sáng cho cả dân tộc, cả đất nước. Thế mà từ ngày có đảng tới bây giờ là gần cả thế kỷ rồi. Mà bây giờ không có liêm chính. Không có liêm chính. Mà bây giờ phải tọa đàm. Không, tôi nghĩ là phải ngoạ đàm luôn. Tại vì ngồi nó không hết, anh phải nằm luôn. Tọa đàm là anh ngồi xuống, đúng không? Mấy mốt tôi đề nghị là quý vị nên dùng chữ là ngoạ đàm. Giống như lên ngoài chiều vậy đó. Tại vì cái này nói không biết, không bao giờ nó hết đó. Mình cái nằm luôn. Nằm luôn. Đó. Rồi còn rồi đây nữa chứ. Những ông tham nhũng vừa rồi không ai nghèo cả. Vì đó cái câu tham nhũng thứ nhất là khi nó tham nhũng thì nó sẽ giàu, thì nó đâu có nghèo. Và thưa quý vị, khi mà nó đã là cán bộ đảng viên cao cấp thì nó đâu có nghèo đâu, thì nó mới có cơ hội để nó tham nhũng, thì không cần phải nói cái chuyện này. Nhưng mà sau đó đó, bài báo này thì nó như là nó nói nó không có một cái hướng cụ thể nào cả nè. Nó chỉ tọa đàm mà. Nhưng mà có bài báo cái tiếp tục mới thấy nó cũng giống như 350.000 tỷ mà để chấn hương văn hóa đó. Xây dựng cho được hệ thống lý luận phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng dự thảo báo cáo chuyên đề về tổng kết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về phòng chống tham nhũng. Tôi chẳng thấy trên một cái đất thế giới này có cái nơi nào mà nó rách việc như vậy. Mà nó xấu hổ như thế này. Qua 40 năm đổi mới. Thưa quý vị, 40 năm đổi mới, quý vị thấy xấu hổ chưa? Trong khi đó đó, mình bảo là thống nhất đất nước là bao nhiêu năm? 48 năm. 48 năm rồi à? Mình 40 năm đổi mới. Trong khi Hàn Quốc nó có 20 năm. Mà nó vọt từ nông nghiệp nó lên công nghiệp.
mình 40 năm dưới sự lãnh đạo của đảng mình đổi mới, mà cho tới bây giờ mình phải xây dựng cho hệ thống lý luận phòng chống tham nhũng, còn là luật pháp minh bạch rõ ràng. Xin lạy các ông, lạy các bố luôn, tôi lạy luôn. Rồi, chịu thua. Vì nói nhiều quá nó đi lại thôi, nhưng mà chống tham nhũng nó rất là đơn giản đối với lý luận. Cần những cái hệ thống phòng chống lý luận. Lý luận. Anh tôi nhớ có một lần anh kể một cái câu chuyện gì liên quan tới cái vấn đề mà càng thế này thì càng thế kia, hình như có đứa bé nó thắc mắc là cái chuyện mà càng thế này thì càng thế kia, rồi cuối cùng thì nó nói là mặt cán bộ mà càng dày thì đường càng mỏng, như thế không anh nhớ không nhớ à, càng cái này càng tôi nhớ là nó có nhiều rồi. Việc rồi nhiều mẫu chuyện mà tôi anh hỏi ngang thế thì tôi không có nhớ rõ đây, tôi nhưng mà bây giờ tôi có cái bài báo nghiên cứu sao vậy. Doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nhưng lãnh đạo lương rất cao, không phải chuyện khôi hài, không phải là chuyện của anh Hoài Linh như là của anh Hề đâu nhá. Đây là chuyện của VN Express và đăng trong cái một thời sự chính trị, tức là rất nghiêm chỉnh đấy. Nó lỗ kệ nó cho lương mình phải lãnh đủ chứ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước để khắc phục tình trạng đơn vị thua lỗ, công nhân không thu nhập nhưng lãnh đạo thì lương rất cao. Đây là bộ trưởng nói nha, chứ không phải là chúng tôi chế ra, chúng tôi tự nhiên tạo ra cái câu chuyện chúng tôi huy u oan cho đảng và nhà nước, cái không có nha, bộ trưởng nói nha. Và nói một cái khác, nói theo cái cách nói cái kể chuyện của anh Hồng Tuấn trước đây, anh còn nhớ đó, thì là tức là có nghĩa là sao vậy, doanh nghiệp nhà nước càng lỗ thì lương lãnh đạo càng cao, tỷ lệ nghịch đó, tỷ lệ nghịch đó đại khái là như cái mặt đường nó càng mỏng thì mặt cán bộ nó càng dài. Thưa quý vị, thực trạng đấy nha, cái này là báo chí nhà nước đăng, bộ trưởng của nhà nước nói nha, chúng tôi chỉ đọc lại cho quý vị nghe thôi để quý vị biết được cái thực trạng của đất nước mình nó phát triển như thế nào và thảo nào. Tại vì ông là tổng bí thư mà lãnh đạo mà lương rất cao thì chắc là ông ngồi trên còn ông còn cao hơn. Nhưng mà lãnh đạo là lãnh đạo nào, doanh nghiệp nhà nước lãnh đạo là các doanh nghiệp nhà nước nha, là lãnh đạo là lãnh đạo của đảng và nhà nước. Người ta sẽ bảo là ồ mấy nước Mỹ này kia, mấy ông giám đốc, mấy công ty chủ tịch, mấy công ty kia giàu nhất thế giới, thì sau đó nói chuyện Việt Nam cái đó là tư nhân, người ta làm ăn, người ta phát triển, người ta giỏi, người ta thành công, người ta thi vậy, người ta mở một cái nhà hàng thành công đông khách thì người ta có tiền nhiều, chuyện đó bình thường. Còn đây là doanh nghiệp nhà nước mà trong khi đó công nhân thì lương thấp. Đây rõ ràng ông nói không phải tôi nói đâu, công nhân không thu nhập, ông nói không thu nhập luôn, mà nhưng lãnh đạo thì lương rất cao, mà doanh nghiệp thì lỗ. Thì anh nói thì bây giờ mình được phần nào thì mình mừng phần đó. Bây giờ nếu mà công nhân lương thấp mà lãnh đạo cũng lương thấp luôn thì nó thất bại quá. À, thì ít nhất là mình được 50% từng bước ít nhất mình được 50% lãnh đạo cũng lương cao cả đảng. Còn cái chuyện người doanh nghiệp nhà nước thua lỗ là cái chuyện nó rất là bình thường. Sao vậy? Cái chuyện đó doanh nghiệp nhà nước mà nó không thua lỗ mới là cái chuyện bất bình thường. Còn nếu mà doanh nghiệp nhà nước, anh hôm nào anh đọc báo anh thấy là doanh nghiệp nhà nước mà trong năm qua đã lời bao nhiêu đó rồi đóng góp cho sự phát triển của đất nước này nọ thì cái chuyện đó nó bất bình thường. Doanh nghiệp nhà nước là nó phải lỗ. Cũng giống như là có một câu ví von mà hôm trước chúng ta thường nói đi nhắc lại nhiều lần đó. Trong mọi xã hội mà tất cả mọi người đều gù, mình đứng thẳng là người là dị tật, nên đã làm cho nhà nước là phải lỗ. Thế ví dụ như bây giờ về nó chịu nhà thấy cái doanh nghiệp của nhờ anh hôm nay với tôi với sáng này. Thế doanh nghiệp của thì mình chú như thế nào? Em mà làm lãi to. Ôi trời, mình sẽ làm như thế. Chúng mày không thấy doanh nghiệp nhà nước là phải lỗ thì lương chúng mình mới cao được. Chúng mày ngu thế, mày làm nhà nước mà mày làm lãi nhiều là thế nào? Đó. Đây là bộ trưởng nói và đây mới là lương thế đó. Tức là chính thức lương là phải có chính thức trả ngoài. Còn có bổng. Còn cái bổng đằng sau đấy vui gì còn kinh hoàng nữa thưa quý vị. Cái bổng nhiều khi biết nó nhiều quá. Nó bổng nó bắn qua tới Mỹ luôn. Nó qua tới Mỹ nó mua nhà. Để cho con đi học đại học ha. Rồi bây giờ mình không còn nhiều gì giờ lắm đâu. Anh có chuyện gì nghiêm chỉnh nào mà tôi có một cái cũng liên quan tới tiền đồ và cơ ngơi của đất nước. Học sinh ở Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn sụp ổ gà trên những tuyến đường nát như tương. Mỗi ngày học đi lại trên những tuyến đường xuống cấp nặng ở thành phố Hồ Chí Minh như một cuộc thử thách vượt chướng ngại vật. Chỉ cần bất cẩn sẽ sụp ổ gà và ổ voi. Thưa quý vị, con đường thành phố mang tên Bác đó nha. Con đường Bác đi là con đường bi đát đó. Nó nát như tương. Quý vị biết ở Việt Nam mình người ta có một cái thành ngữ là nát như tương. Là nó kinh khủng lắm. Mà thưa quý vị, hôm nay và có một cái người ta nói như thế này. Nhiều người ví von dù cũng nằm trong địa phận thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực này, đường xá các khu vực này còn thua cả con đường quê nữa. Thưa quý vị đấy,
cơ ngơi của đất nước chúng ta là như thế. Chưa bao giờ có được cơ ngơi gì. Mà thành phố mang tên Bác, chứ không phải là cái này nằm ở vùng Tây Bắc, cái vùng miền Tây xa xôi. Đó. Ở huyện Hóc Môn, đường Giác Đạo đã tan nát suốt thời gian qua. Theo người dân địa phương, từ 2 năm nay, con đường này cứ chấp vá vài hôm rồi lại lộ chỗ ổ gà ổ voi như cái bẫy đặt sẵn. Đấy, mà cái này thì học sinh đi học mỗi ngày phải len lỏi đến những mảnh đường hiếm hoi còn nguyên vẹn. Đất nước ta chưa bao giờ có được cái cơ ngơi, cái tiền đồ như thế này. Vị thế chúng ta nâng cao trên tầm quốc tế. Xong. Chúng ta cũng xong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Chào tạm biệt quý vị.